Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Mình là Lợi Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn cái phương pháp để quý anh chị và các bạn có thể tự tháo gỡ cái phần mềm Camtasia Studio 9.1 ra khỏi máy tính. Và câu hỏi đặt ra là khi nào mà quý anh chị và các bạn nên gỡ phần mềm? Khi mà phần mềm của quý anh chị và các bạn nó bị gặp sự cố, tức là nó bị lỗi, nó không có hoạt động. Trong quá trình dựng video nó thường xuyên bị những cái lỗi như là hack top working, not debugging hay gì đó, thì chúng ta gỡ bỏ cái phần mềm này đi và tìm một cái phần mềm khác để thay thế vào, coi như là chúng ta không có duyên với Camtasia Studio 9.1. thì trong trường hợp phần mềm bị lỗi thì chúng ta nên gỡ phần mềm ra. Lý do bạn nên gỡ thứ hai đó là bạn tìm được một cái phần mềm dựng video hay hơn cái phần mềm này, và chúng ta có nhu cầu xóa cái phần mềm này đi để lấy lại cái không gian ổ cứng, thì lúc đó chúng ta gỡ phần mềm này ra và sử dụng một cái phần mềm khác nó hay hơn. Trường hợp thứ ba đó là quý anh chị và các bạn muốn nâng cấp phiên bản, ví dụ như phiên bản bạn đang dùng là phiên bản Camtasia Studio 9.0 và bạn có nhu cầu nâng cấp lên phiên bản Camtasia Studio 9.1, vì hiện nay tính đến thời điểm bạn xem video này, phiên bản mới nhất đang là Camtasia Studio 9.1. thì nhu cầu các bạn muốn nâng cấp từ 9.0 lên 9.1 thì chúng ta phải gỡ các phiên bản cũ ra, thì sau đó chúng ta mới cài các phiên bản mới vào, chứ không thể nào mà chúng ta cài được hai cái phiên bản 9.0 và 9.1 trên máy tính cả. Tuy nhiên thì chúng ta có thể cài được 8.6 và 9.1 cùng một hệ điều hành. Tuy nhiên thì bạn không được phép cài 9.1 và 9.0 cùng một hệ điều hành. Rồi, ngoài ra thì bạn cũng có những cái lý do khác hy hữu hơn. Thì video này mình chia sẻ với các bạn cái phương pháp, cái quy trình và cái cách để bạn có thể tự tháo gỡ cái phần mềm này ra khỏi máy tính. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm chuyên dụng để tháo gỡ phần mềm. Nếu như phương pháp truyền thống thủ công thì bạn sẽ làm như thế này, đó là vào cái mục Control Panel và đi đến cái mục đó là Unity Program. Thì các bạn sẽ tìm đến cái phần mềm đó là Camtasia Studio 9.1. Tại vì ở video này mình đang tháo gỡ cái phần mềm 9.1. Bạn cũng có thể làm tương tự đối với 9.0 và 8.6. Đây mất rồi nhỉ. Đây nè. Thì bạn bấm vào cái nút đó là Unity thì bạn sẽ gỡ cái phần mềm này ra. Tuy nhiên là đây là cái phương pháp thủ công và truyền thống lạc hậu. Hậu quả của việc gỡ cách này đó là những cái file rác nó vẫn còn lưu lại ở hệ thống máy tính của bạn. Ở đây mình không muốn, mình muốn xóa sổ một cách sạch sẽ hoàn toàn, không để lại dấu vết. Thì mình dùng một cái phần mềm và tiện đây mình cũng muốn giới thiệu với các bạn luôn. Phần mềm này mình đã dùng 4 năm. Đó là Revo Unity Euro. Một phần mềm đẳng cấp chuyên dụng trong việc gỡ những cái phần mềm cứng đầu. Và bạn có thể tìm thấy cái phần mềm này tại website đó là phần mềm của tôi.com. Ở trên website đó mình có chia sẻ và bạn có thể tải cái phần mềm này về và sử dụng cái phần mềm này để gỡ những cái phần mềm cứng đầu. Bây giờ thì các bạn sẽ tìm đến cái phần mềm đó là Camtasia Studio 9 ở đây. Thực chất là 9.1. Và những cái phần mềm mà bạn đã cài đặt trong quá khứ, từ lúc bạn khởi chạy cài đặt Windows, thì nó sẽ được hiển thị toàn bộ ở đây theo dạng danh sách. Ví dụ như mình đã cài như là Action, Bandicam, CCLiner, thì những cái phần mềm mà bạn đã cài nó sẽ hiển thị hết, nó không có chạy trốn đi đâu được. Thì lúc này bạn cần tìm cái phần mềm mà bạn muốn gỡ bỏ. Ở đây mình gỡ bỏ Camtasia Studio 9 và bạn bấm chuột phải và chọn cái nút đó là gỡ bỏ. Thì bây giờ các bạn sẽ được xem quy trình chuẩn để chúng ta có thể tháo gỡ một cái phần mềm cứng đầu và không để lại vết tích. Ở thời điểm này thì nó đang download những cái file registry, là những cái file RAR được lưu ở hệ thống, và nó sẽ phân tích và nó yêu cầu cái phần mềm Camtasia Studio 9.1 khởi chạy cái chương trình gỡ bỏ của chính nó, vì đây là cái phần mềm thứ ba. Nó yêu cầu cái phần mềm đang gỡ bỏ chạy cái chương trình gỡ bỏ của cái phần mềm đó.
Bây giờ thì các bạn đợi một chút để các bạn xem được cái tiến trình ha. Như vậy là quá trình phân tích và yêu cầu cái phần mềm Camtasia 9.0 khởi chạy cái chương trình gỡ bỏ đang diễn ra. Và chúng ta thấy một cái bảng hiện lên, nó yêu cầu các bạn hai tùy chọn. Thứ nhất đó là giữ lại cái file, những cái file ở cái thư viện, và delete toàn bộ những cái file trong thư viện đi. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải chọn hai cái tùy chọn này? Nếu như bạn chọn cái tùy chọn đó là get file thì bạn sẽ giữ những cái gì mà bạn đã lưu trong cái thư viện của Camtasia Studio 9.1, và delete file là bạn xóa hết những cái file trong thư viện đi. Thì xóa phần mềm thì chúng ta nên xóa hết chứ chúng ta để lại làm cái gì, đúng không nào? Vì vậy chúng ta chọn đó là delete file và chọn unit type. Thì lúc này quá trình gỡ bỏ Camtasia Studio 9.1 đang diễn ra. Và chúng ta tiếp tục chờ đợi cái quá trình này nó diễn ra ha. Trong quá trình đợi nó thì bạn có thể làm một việc gì đó, có thể là uống cà phê hoặc là ra ngoài đi đâu đó trước khi mà chúng ta quay trở lại để xem cái quá trình gỡ bỏ nó thành công. Như vậy là quá trình gỡ bỏ Camtasia Studio 9.0 đã hoàn tất, và các bạn thấy nó báo đó là unit time successful, là chúng ta đã gỡ xong rồi đó. Và quá trình còn lại là chúng ta sẽ nhờ cái phần mềm Revo Utilizer này nó tìm những cái file red mà cái phần mềm Camtasia Studio 9.0 nó để lại. Thì lúc này các bạn chọn cái tùy chọn đó là trung bình và bấm vào nút quét để nó tiến hành nó tìm những cái file red, và nó tìm theo cái tiêu chí đó là cái từ khóa, tức là những cái file red nào có liên quan đến Camtasia Studio 9.1 thì nó sẽ tìm và nó liệt kê cho bạn, và nhiệm vụ của bạn đó sẽ là chọn những cái file đó và delete đi. Ở đây các bạn thấy chúng ta chọn cái này, lý do là cái từ khóa đây Camtasia 9 nè, thì chúng ta chọn nó. Và ở đây 9.1 nè, delete đi. Các bạn lưu ý nha, tại vì mình đang có 8.6 nữa nên nó sẽ liệt kê theo luôn. Tuy nhiên thì cái mục đích và cái nhu cầu của mình là loại bỏ 9.1 9.1 nữa nè, ta loại bỏ đi 9.1 nữa. Và cứ thế, những cái file nào có để chữ đó là 9 hoặc là 9.1 thì chúng ta loại bỏ, tại vì đây là những cái file red của 9.1. Rồi sau khi các bạn đã chọn những cái file registry của phần mềm Camtasia Studio 9.1 thì chúng ta tiến hành xóa đi và kiểm tra lại lần cuối cùng để xem là chúng ta có bỏ lỡ những cái file nào hay không. Tại vì trong quá trình xóa những cái file thì chúng ta có thể sẽ còn sót lại những cái file không mong muốn. Rồi bây giờ thì Camtasia 9.1 đã xóa đi những cái file directory rồi, chúng ta tiếp tục. Thì lúc này nó sẽ tìm và quét những cái file thư mục, lúc nãy là những cái file directory, còn bây giờ thì nó sẽ tìm và nó phân tích những cái thư mục red. Và chúng ta chọn hết đi, sau đó bấm vào xóa. Và như vậy là chúng ta vừa xóa những cái thư mục red của phần mềm Camtasia Studio 9.1, và chúng ta chạy cái thùng red này lên để xóa sổ hoàn toàn đi. Rồi, như vậy chúng ta về những bước
Như vậy thì chúng ta đã hoàn toàn xóa sổ phần mềm Camtasia Studio 9.1. Tuy nhiên thì chúng ta cần làm thêm một bước nữa, đó là các bạn vào Odyssey và vào cái thư mục đó là Program Data. Các bạn đến cái thư mục đó là Dismiss. Tại đây các bạn còn thấy cái mục đó là Camtasia Studio 9, thì các bạn tiến hành gỡ bỏ với repo như thế nào rồi, tại vì những cái file này bị ẩn. Và các bạn xem, chúng ta tiếp tục xóa những cái file này. Và yes. Và lúc này các bạn thấy những cái file nào có chữ Camtasia Studio 9 thì các bạn chọn nó. Còn 8.0 thì các bạn để lại, tại vì mình đang cài cả hai phiên bản. Rồi, sau khi xong thì chúng ta bấm vào nút hoàn tất và delete cái thùng rác này. Thì lúc này quá trình tháo gỡ và xóa bỏ những cái file rác của phần mềm Camtasia Studio 9.1 đã hoàn tất. Và chúng ta có thể tiết kiệm được một lượng không gian ổ cứng khi mà chúng ta xóa sổ cái phần mềm này. Và nếu mà bạn có nhu cầu nâng cấp phần mềm thì bạn hãy vào trang web phần mềm Studio.com để tải phần mềm phiên bản 9.1 thay thế cho phiên bản 9.0 mà các bạn đang sử dụng. Và video này mình hy vọng rằng là sẽ có ích cho những bạn nào không biết về cái quá trình tháo gỡ cái phần mềm này nó sạch sẽ và nó an toàn, đồng thời thì không để lại các vấn đề về rác. Với sự trợ giúp của Revo Utilero thì mình tin rằng những phần mềm cứng đầu trong máy tính của bạn sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Và nếu bạn muốn tải phần mềm Revo thì bạn có thể vào trang web phần mềm của tôi.com để tải và sử dụng phần mềm. Nếu bạn cho rằng video này có ích thì bạn hãy chia sẻ nó đến nhiều người cùng xem. Và bạn muốn xem tiếp những video từ mình thì có thể nhấp vào nút đăng ký trên kênh YouTube để các bạn không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình. Mới chào và hẹn gặp lại các bạn.